kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh mạnh vẫn chi phối thời tiết nước ta, gây rét đậm rét hại cho miền Bắc thêm 2 ngày nữa, đồng thời duy trì gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển. Như tại huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, liên tục từ thứ tư cho đến nay thì biển động, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Các hoạt động vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn phải tạm dừng hoạt động. Dự báo 2 ngày tới, vùng biển Quảng Ngãi cũng như nhiều khu vực biển khác tiếp tục chịu ảnh hưởng của sóng lớn, gió mạnh. Cụ thể, khu vực từ Quảng Trị vào đến Cà Mau, giữa Biển Đông và phía tây của huyện đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Còn ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Tàu thuyền trên biển thì cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn có thể gây phá nước, chìm tàu. Trên đất liền miền Bắc, đêm nay sáng sớm mai trời rét cóng. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng là từ 8 đến 11 độ C. Vùng núi sẽ là từ 5 đến 8 độ C, có nơi chỉ còn dưới 2 độ C và có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Sang ngày mai, nắng lên khiến nền nhiệt tăng nhanh, lên mức là từ 16 cho đến 20 độ C. Trời bớt rét thế nhưng rất hanh khô, như ở thủ đô Hà Nội thì độ ẩm thấp nhất chỉ còn khoảng 29%. Còn với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, ngày mai có mưa rào, cục bộ có những điểm mưa to. Về nhiệt độ, các thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng trời rét, không vượt quá 21 độ C. Tây Nguyên ngày mai trời nắng, bầu không khí mát mẻ. Nhiệt độ ở đây sẽ đều từ 28 độ C trở xuống. Còn với Nam Bộ, do có gió Đông Bắc thổi liên tục, cho nên là ngày mai sẽ đỡ nóng hơn mấy ngày vừa qua. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác, nhiệt độ là từ 28 đến 31 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố vào ngày mai.